Thưa quý vị, là từ tháng 4 cho tới nay, Việt Nam đã phải đối mặt với hàng ngàn ca mắc trong cộng đồng, hàng trăm ổ dịch nguy hiểm. Nhưng các y bác sĩ ở trên toàn quốc vẫn luôn nỗ lực quên mình. Là những bữa ăn quên ăn, những đêm trắng căng mình truy vết dập dịch, là hàng giờ hay thậm chí là cả ngày trong bộ áo bảo hộ, đến kiệt sức để lấy mẫu thần tốc, cứu sống bệnh nhân trong gang tấc. Gác lại mọi niềm vui riêng của bản thân, bỏ lại cuộc sống yên bình cùng với gia đình ở phía sau. Họ đã cùng nhau quyết chí lên tuyến đầu chống dịch để mang lại bình yên cho Tổ quốc. Và kết quả là gần 1.900 bệnh nhân dương tính với COVID-19 đã được chữa khỏi. Và những thước phim, những câu chuyện do chính các y bác sĩ tại huyện Lạng Giang của tỉnh Bắc Giang tự ghi lại và gửi đến cho chúng tôi ngay sau đây sẽ phần nào cho chúng ta thấy được điều này. Sau những giờ căng mình trong chảo lửa cùng đồng đội khoanh vùng dập dịch, là những buổi tối giải lao hiếm hoi của bác sĩ Đỗ Văn Phúc cũng như đội ngũ y tế tại huyện Lạng Giang nơi anh đang công tác. Những lúc như thế này, nỗi nhớ nhà khôn nguôi và biết bao trăn trở lại ùa về. Xa mặt mà chẳng cách lòng, mọi tâm tình nhung nhớ hai vợ chồng đành sẻ chia qua màn hình điện thoại. Anh đã ăn chưa? Anh hôm nay thì ăn rồi. Ăn ở đây cũng ở nhà 3 bữa, thì ở trên này cũng 3 bữa. Cũng cơm ở đây cũng là rất ngon. Tuy nhiên mà đúng không thể nào mà ngon được như cơm của vợ được, em ạ. Công việc của anh hôm nay thế nào? Công việc của anh hôm nay cũng như mọi ngày. Từ sáng cho đến chiều, đến tối. Và cũng có khi cả đi cả vào 1-2 giờ sáng. Đi truy vết những cái trường hợp F0. Các cái F0 vẫn còn rất là nhiều. Anh và các bạn đồng nghiệp giữ gìn sức khỏe nhé. Tất cả mọi người vì công tác phòng chống dịch cho nên mọi người đều cố gắng. Mọi người làm được thì anh cũng sẽ làm được, em yên tâm. Rồi, anh rất nhớ anh và các con. Tôi có một hậu phương phải nói là rất tuyệt vời. Là vợ tôi cũng cùng làm trong ngành y cho nên rất hiểu, động viên, chia sẻ, giúp cho tôi hoàn thành công việc. Còn với bác sĩ Huân, chuyến về quê nhà Bắc Giang lần này quả thực là một chuyến đi đáng nhớ. Ngay khi biết tin quê mình bùng dịch, bác sĩ Huân đã lập tức xung phong lên đường để kịp thời góp sức với đội ngũ y tế huyện Lạng Giang. Biến xúc động thành hành động, bác sĩ Huân đã cùng đội ngũ căng mình ngày đêm trên mọi ổ dịch của huyện Lạng Giang, phát hiện và đưa đi cách ly 65 ca dương tính, xét nghiệm 22.825 mẫu, khoanh vùng dập dịch trên 21 xã. Tổ chức 11 lớp tập huấn cho 340 cán bộ tại Lạng Giang, giúp huyện kiểm soát được dịch chỉ sau 1 tháng. Vì tinh thần chung của cả nước chúng ta chống dịch, thì tôi cũng đã tình nguyện sẵn sàng lên đường về Bắc Giang góp một phần công sức của mình vào cái việc chống dịch tại quê nhà. Bà con động viên chúng tôi rất nhiều, xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới toàn thể các bạn đồng nghiệp từ mọi miền Tổ quốc về quê hương chúng tôi cùng chung tay để đẩy lùi dịch bệnh và mong mọi người giữ gìn sức khỏe để cái ngày mà chiến thắng dịch bệnh sẽ còn không xa nữa. Khi số lượng ca lây nhiễm vẫn tăng lên từng ngày, cùng với đó là đầy rẫy những mối hiểm nguy đang rình rập, những chiến sĩ áo trắng vẫn hàng ngày thầm lặng cống hiến hết sức mình nơi tâm dịch. Dẫu biết phía trước vẫn còn nhiều gian nan, áp lực và đêm trắng, nhưng họ vẫn chung một niềm tin rằng với sự đồng lòng, quyết tâm dốc hết sức mình của đội ngũ cán bộ y bác sĩ tại Lạng Giang cũng như trên cả nước, Bắc Giang và hơn cả là Việt Nam sẽ một lần nữa chiến thắng đại dịch. Bắc Giang cố lên, Việt Nam cố lên. Việt Nam cố lên và Bắc Giang cố lên. Vừa rồi là những thông tin thời sự trong nước chúng tôi cập nhật. Và tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết qua phần thể hiện của biên tập viên Quỳnh Anh. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 18 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối trưa nay phổ biến từ 45 đến 60%. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên ngày hôm nay nắng nóng sẽ kéo dài từ ngày mai, ngày 19 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6. Thưa quý vị, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, hoạt động cùng với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh. Chính bởi vậy, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn có thể xảy ra là rất lớn, nhất là tại các khu vực đông dân cư, do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
Đối với các tỉnh Trung Bộ, nguy cơ cao cháy rừng đang là vấn đề các địa phương cần đặc biệt lưu ý. Ngoài ra, nắng nóng còn trở nên gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Trong trồng trọt và chăn nuôi, bà con cần lưu ý các biện pháp che chắn, chống nắng, chống nóng, sốc nhiệt, tăng cường đề kháng cho đàn gia súc và gia cầm, vật nuôi hay các diện tích cây trồng của mình. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi. Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2021-2022. Tổng kinh phí hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2021-2022 là hơn 102 tỷ đồng. Số đối tượng dự kiến được tiêm vaccine là hơn 430.400 người. Trong một diễn biến khác, thì Lào Cai cũng đã phát hiện ca nhiễm virus COVID-19 đầu tiên. Theo đó, tỉnh Lào Cai hỗ trợ 100% kinh phí tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên 6 tháng trên địa bàn tỉnh, có nhu cầu tiêm phòng và đảm bảo điều kiện tiêm chủng theo quy định, trừ các trường hợp tự nguyện trả chi phí tiêm. Hỗ trợ bồi dưỡng công tiêm phòng 7.500 đồng một mũi tiêm, tối đa không quá 150.000 đồng một người một ngày đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vaccine phòng COVID-19 trong chương trình tiêm chủng miễn phí tại các cơ sở y tế công lập. Qua khám sàng lọc ban đầu, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện trường hợp này đã được phân luồng vào khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để theo dõi và điều trị. Ngay sau khi phát hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo cơ quan y tế thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp tiếp xúc gần, tổ chức phong tỏa khu vực ca nghi nhiễm đã đi đến, tạm dừng chợ B Cốc Lếu, thực hiện các biện pháp truy vết dịch tễ, đặc biệt từ 0 giờ ngày 18 tháng 6, thành phố Lào Cai thực hiện theo chỉ thị về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.